ai cũng cả cha cả các chư Phật với ngài Long Vương trên đó cũng rất là xúc động khi mà thụ đọc cái bài sớ để cầu xin cho trái đất, cầu xin cho nước Việt cái tâm từ bi. Thì lúc đó dưới này đông quá, cha không có, hồi xưa thường thụ cũng ngồi thẳng ngay chỗ đó luôn, cha nói chuyện luôn, nhưng mà giờ đông quá cha kêu lên điện mẫu đi rồi cha bàn riêng, nói chuyện riêng. Rồi sau đó cái cha mới chở xuống cha tiếp với mấy gì. Thì lúc mà sư phụ lên ngồi nói chuyện cha thì cha nói những lời con thắng á, cha cho mà không phải cho hết, không biết phần nào cha cho, phần nào cha không cho, cha không có nói rõ chi tiết, nhưng mà hầu hết cha cho theo cái lời thắng đó. Bữa nay mình cứ nghĩ giống như mình nộp request một cái gì đó, mà ở ngoài kia tất cả các quốc gia, tất cả các người tu đạo, những như hòa lượng lớn lỗi lạc nhất cái thế gian này cũng không ai làm được cái này, không ai mời được cha xuống đâu, nhất là mẹ nữa. Mà nên nhớ hàng mẹ thì gặp sư phụ thường xuyên thì mỗi tuần là nhắn an, nhưng mà cha đâu phải về bận lãnh đạo, cha rất là bận á. Thì cha nói cha sẽ cho, không biết cho phần nào, tôi cũng biết phần nào. Cha thường nói chuyện cha thì nói qua nói lại, cha hỏi còn gì nữa không, hỏi gì nữa không, thì hỏi nữa không thì thôi. Thích cha cũng rất là chi tiết với Phật, mà chi tiết đến độ mà thực vụ là mấy con á, gắt gao mấy con á, cha cũng biết. Nói sao con khó với mấy đệ tử, tại sư phụ không cho đứa nào đi ra ngoài á, đi ra ngoài vòng vòng á, nhớ sư phụ dặn không? Tại xưa thì cái luật của mấy vị khác thì không có cho ai đi vòng vòng, nên là lỡ đụng như mấy vị Bồ Tát, mấy vị ở ngoài đó, thì cha thấy sư phụ ra cái luật đó, cái bữa nay cha nói cho tụi nó ra ngoài thì mọi đứa ra cấm bạn nha. Thì lúc đó khi sư phụ họp xong với cha đó thì mọi người đi ra ngoài mỗi bàn thắng, đó là ý của cha. Còn riêng riêng chân thần á, ổng rất là vui, ổng cũng giống như là chủ nhà phải không, ổng chạy lăn xăng ổng vui, ổng nói quá trời đông điếu không hết vì đông. Ổng mới nói chuyện với phụ, ổng nói chuyện bữa nay với phụ cũng nhiều lần, nó rất là cực kỳ đông, cảm động. Cái bài sớ rất là cảm động, chú đọc rồi cũng quên, tối về coi phim lại. Nhưng mà đúng ra chú bây giờ quên đó, đó ngoài sư mẫu mà lành trí á, dẫn hai đứa nhỏ đừng cũng ngồi đó, nhưng mà núp hai cái máy coi phim này. Nên chú phụ lúc bận rồi thì hồn ai nấy giữ chơi, chú đâu có phải đi nhắc từ người tả sữa đâu, là Phật, cho nên mấy cái mặt quay vô phim hết. Hả? Làm cách khác. Sao? Để con lấy cái lời cho một người con ghép thôi, cái video khác. Ghép vào cái cảnh mới con quay. Ghép vào cảnh khác. Sao con làm được? Cảnh khác. Thôi thì kệ, lỡ rồi cho lên luôn. Tại vì chứ giờ sao giờ chỗ tao ở máy mà phim trường có mặt vô đó. Phụ cái mặt dày thì không sao, bỏ mấy nó mặt nó mỏng quá trời. Hai cái mặt non này ra mà bị mấy nhiệt cẩm nó thịt rồi xong. Để lên, đừng có để lên. Con lấy cái lời của sư phụ. Còn nữa, còn này mới vui nè. Cái gì nói á, tất cả các đệ tử của con, mà nữ á nghe, đứa nào cũng hiền hết. Hiền quá, nhưng mà sau này á, sẽ có vài đứa bị mấy người ác lợi dụng để hại con. Không có gì nói gì sư phụ không biết, nhưng có cái chứng nhân trong đó. Có võ tài có, nhưng mà sau này thì không biết. Thì nãy mấy chị có nói gì á, trời ơi, chuyện của sư phụ là đi hàng nghìn năm thì sư phụ mới ngồi đây, tái sanh ngồi đây. Thì chuyện của trong tương lai là làm sao mình mấy gì mà không biết được.
Cái đó vui vậy. Như là cũng hiền đó vậy. Ngoan ngoãn nghe lời tu đó, không có nhân trong đó. Nhưng nó nguy hiểm à. Thằng đó mấy con đây. Cái gì bây giờ kia mấy con đọc kinh là vậy đó. Tại vì đến lúc mà vô minh rồi đó là mình đâu có biết cần biết hậu quả. Nếu mà cái thằng mà nó frustrate hay là một thằng bị vợ bỏ hay một đứa bị chồng hay bị bồ đá, nếu mà nó có suy nghĩ sang chúng đầu uống thức tự tử hay nhảy cầu đúng không? Thì tất cả mà sau này cũng sẽ vậy. Cho nên phụ làm gì làm giận cho phụ kiểu nào cũng được, nhưng mà phải giữ cái 12 thì còn gần với cha mẹ, gần với sư phụ và còn giữ được nguyên sát nguyên hồn về trời. Nếu không nó sẽ bị đọa địa ngục. Tại mấy con mà không có giữ số 12 là con xa sư phụ, xa cha mẹ, xa chư Phật, xa luôn tất cả những người ngồi đây. Mình lên núi còn thấy lên núi dễ không, mà đến lúc giờ chót nó mệt nó chuột tan cái nó sẽ thành gì vậy? Trang vậy thôi. Nhưng mà ít nhiều nhiều mình cũng có cái núi này để mình leo. Còn ngoài kia 8 tỷ người có ai có cơ hội, có ai có may mắn như chúng ta có cái núi này để mà leo đâu? Núi này là leo về thiên đàng đó con. Cái lâu ngày không có chuyện với ông Long Dương, tại vì từ lúc một cơ vận á, từ năm 2017 á, bắt đầu dồn dập lại. Thì ngày ít cơ về đó mà nói nhiều, tại ngày nói nhiều sợ cho phụ lên mạng chót chót phải không, cho nên ngày không có ngày sợ bị giống như lậu cơ á, cho nên chỉ có một số người được ấn định cha cho để mà dạy cho phụ những cái gì cần phải dạy thôi. Chứ hồi xưa hả, ô quá trời bùm binh tá lả luôn. Long Mẫu, Long Dương, năm bốn bà chị, mấy ông anh Nhũ Mẫu, rồi mấy ông thần nhỏ thần lớn Việt Nam gì, ông Sơn Tinh, Thủy Tinh gì, nốt tùm lum hết. Tới lúc mà bắt đầu cơ vận đi vô khúc khúc mà chạy nước rút rồi đó, bắt đầu là động mạnh đó, thì chỉ có một số người quan trọng để mà được cạnh với sư phụ thôi. Đó là cho sư phụ biết được information gì để mà lên nói trên mạng để mà độ chúng sanh bớt có bị giống như là frustrate, và đồng thời cho người ta một cái đường hướng để mà thay đổi giờ chót. Nếu không á, cơ cũng đi giống như xe lửa dứt khi tới chặn rồi cái đèn đỏ rồi kèn tùm lum vậy đó, thì là 80-90%. Chứ bộ bữa nay sinh cũng hơi nhiều quá đúng không? Hay sinh nhiều không? Ham quá trời, ham sinh quá trời, sinh cho nước Mỹ Mỹ trắng Mỹ đen tự hòa cái đây có không? Sinh sinh nước nào trở lại thành lục quốc phân tranh, nó là ngũ quốc phân tranh, ở này lục luôn nữa. Thì cha nói cho chó, nhưng mà chưa lại ông thành, cha nói cảm động. Tất cả các vị Bồ Tát, các vị Thánh Thần ngoài mà dự buổi này đều nghe hết từng lời từng chữ của mình luôn, từng hơi thở của mấy đứa con, mấy vị đều nghe hết. Mấy đứa con á, mình sẽ tổ chức những bữa lớn, lễ lớn đều đều dài dài, nhưng mà sư phụ không muốn làm nhiều quá, sợ mấy con mất thu nhập. Cho nên cứ 3 tháng 1 lần được, không nó chi liều ra. Còn mấy cái lai rai thì để mấy đứa lô cổ đây nó xử lý, phải không? Sư phụ với Trinh là bảo đảm xử lý hết. Không sợ sư phụ. Hả? Tại lúc con qua đi lô thanh niên quốc tịch sư phụ. Chứ sợ mấy con mất income thôi. Chứ hồi xưa sư phụ sư mẫu là làm quá trời luôn, every weekend. Wow. Mỗi weekend cả ngàn người ăn con lấy pin á. Mà từng nào á mà mình không làm trầu nguyên cả đống người họ buồn á. Thì đó là mỗi tuần thứ bảy chủ nhật. Còn bây giờ thì mình cả 2-3 tháng. Nhưng mà lễ này á, cái gì khen sư phụ có cái idea, tại cái này cái idea của sư phụ để mà hàng gắn chim hiền với quốc nội, và hàng gắn cộng đỏ cộng đen, tức là 30 đen 30 đỏ đúng không? Hàng bên hận rồi bên vui á, dẹp. Không có hận cũng không có vui gì chứ, ngày kỷ niệm thôi.
Nhưng mà mình không làm trên thế giới này ai đâu mà làm chuyện này. Thì sau này người ta sẽ dùng 30/4 là ngày kỷ niệm. Ngày kỷ niệm xả cái nghiệp. Không có hận, không có thù. Cái đó là điển của Thái tử làm. Thì bữa nay cha thương cái đó, mấy chư Phật, mấy vị Bồ Tát thương cái đó. Chứ con mà làm cái này, mấy đứa mà sau này mà tuy là ví dụ ba má, ông nội nó ở Việt Nam ai cũng mà đảng viên hết. Rồi lỡ nó khôn, nó qua đây nó học giỏi, nó có tài. Rồi cái ở bên đây cứ có cái đó, cái hận thù hoài, làm sao nó phát triển được. Nên không nên. Ồ là xỏ hết. Cái này lên clip này chắc cũng có nhiều người sẽ chửi mình. Chắc mấy cái đám mà cực đoan tiểu mình đây nè, nói cho mình thương bản thân thương bên này nó dễ, nó đâu có hiểu đâu. Nhưng mà có một điều quan trọng, hôm qua Đức bên Hồn Thiên Hương nói mấy vị đông á, thì mấy vị nói nhắc lời chuyện cũ cờ vàng cờ đỏ hay nở bó vàng á, là mấy vị còn kêu sư phụ đi tìm ai có đủ khả năng hiểu về thời ông Thiệu á, có uy tín gom lại ông Mến để mà làm nhận biết, để chắc nói chuyện với chính phủ Việt Nam những cái để mấy ông đó lên chụp hình bắt ngưỡng nhìn dữ vậy. Nói tới đây cũng khóa kêu mà thiền như đọc kinh hôn bảo ái đâu rồi ơi. Thì ở đây mình có rồi đó, hai ba ông ở Sa Bắc Thọ có cả trăm ông HO nữa, nhưng mấy ông đó đó thời mà 75 Thiệu dạ nước Việt Nam mình Sài Gòn bị cộng vô á, thì mấy ông đó chỉ là chức thấp thôi. Nhưng mà hôm nay mấy ổng cái sức mà ổng dạng nhưng mà 60 tuổi cũng còn gần đó không. Cái đó là cũng có tiền, họ tìm mấy ông mà thuộc thứ thiệt kìa, hàng tướng đó, mà còn sống kìa, mới đủ uy tín. Đủ uy tín đi làm một cái gọi là cuộc nói chuyện quan trọng. Mình đang đạo, mình ra đời tại bữa nay gặp cha, gặp mấy vị thì đạo, còn gặp mấy ông Hồng Thiên Sông Núi thì đời. Dù có hai ba thứ trong đầu lộn xộn, nhưng mà gần đây mấy năm nay á, cái đầu sư phụ nó nghiêng về bên đời nhiều quá. Cho nên giờ mấy con kỳ thụ giảng kinh này kinh kia đó tạm quản rồi. Cái nào đang chạy thì chạy, còn đang đi thì mình đi, chạy vừa chạy vừa đi nó khập khểnh té chết. Không. Những năm những lúc đầu á, sư đồ phụ đọc kinh Pháp Hòa chả có ai coi, có mấy chục người coi mà đọc cũng chết luôn á, đọc ngày 4 tiếng 5 tiếng, mình giảng kinh Pháp Hòa cũng chẳng ai nghe luôn. Cái sao này nói về trăm này nọ cho mấy trăm nghìn người ngộ thiệt á, sao phải vô thách lấy mấy thằng đó xuống luôn. Cái sơ đầu tiên sư ra đời là nói về kinh không à, kinh Địa Tạng nữa, đâu ai trên đời này nói với địa ngục là có trên 1.000 cái địa ngục đâu. Cái người đầu tiên nói mà chút mấy ông thầy cũng không có dám nói á, mà ông chỉ nói có 18 tầng thôi, sư nói trên cả 1.000 tầng luôn. Thì mấy ông đâu có tiếp xúc được, mà ông biết, mà có biết mà ông không có dám lộ cơ cái đó. Những người mà giống như ngài, những người mà ngồi thiền mà tiếp xúc được cái một người cõi kia, mà cái người cõi kia mà dán được, thí dụ như một vị hòa thượng Ramuche của Tây Tạng, ổng có thể nói chuyện được cái cõi vô vi á, mỗi vị Bồ Tát. Nhưng mà cái vị Bồ Tát ở bên kia bạn ổng á, có dám chịu nói cho ổng nghe không mới quan trọng. Họ cũng như mình thôi, mấy vị kia cũng đâu có oral right được nói đâu, hiểu không? Mình có cái like của mình, giống như check background của cá nhân ngài. Thì trên trời có ngài Thái Thượng Lão Quân, ông coi cái sổ của nhân gian mình, ông mới biết được
5 kiếp, 10 kiếp. Vậy sư phụ thí dụ coi kiếp của Thảo đi, 10 kiếp sư phụ coi cũng được. À, nó đầu thai làm gì, làm gì, làm gì, mà từ kiếp từ kiếp. Nhưng mà mình không có cần thiết vậy. Chứ không biết là một kiếp vừa rồi là đủ rồi. Hiện bây giờ á, ngoài sư phụ đang ngồi đây một cái xác phàm này, nó có một cái xác phàm khác. Ngày qua sư phụ kể sẵn đây đưa cái clip mình đã quay nhiều, là ở cái hành tinh đó nó xa hàng vạn thiên lý tỷ ánh sáng, mà đó nó không có mặt trời, nó màu hồng màu đỏ. Sư phụ đang mang thân hình giống như con laser ha. À, mà nó cao tới 40-50 feet chứ không phải 7 feet như mình. Hiện giờ sư phụ đang có cái thân, đang làm việc bệnh. Tại mấy vị đang nói, nói ngày bên kia cũng đang làm việc. Cái hỏi sao ở đây rồi bên kia nữa. Nói bên kia nó cũng đang cần ngài, nó đang đấu đá nhau. Mà những vị Bồ Tát, những vị khác không có chịu đi thành tinh đó. Tại con người nó quá dữ. À, quá dữ. Phật thì Bồ Tát dạy nó không có nghe được, cho nên là ở cái thành tinh nó không có đạo. Thì bữa mấy vị có kể cái đó, thì mấy vị có kể giống như cái cuộc sống của nó làm sao, nó cũng hít không khí, rồi nó không có nước lỏng như mình nha, nước của nó sệt sệt, nó cũng có những cái technology đại khác. Để cho mấy con có khái niệm là cái linh hồn của mình á, mà nếu mà con đã thành Bồ Tát rồi, con có thể làm nhiều nhiều linh hồn khác được. Nó cũng như là một con giấm cái, nó có thể làm nhiều nhiều cái hạt giấm giấm khác. Còn giấm đực thì một là một. Đây có thể gọi là chiếc thân. Thì là chiếc thân. Mấy con tu dở thì là giấm đực hết. Tuy là mang hình nữ nhưng mà giấm đực không có chiếc thân. Một con là một con. À. Khỏe hả? Nó đâu có khỏe đâu. Ok, giờ lỡ mà con bị ẹt thì con còn có một cái thân khác là thân của mẹ đúng không, là cái chân thần. Nhưng mà chân thần nó để về lỡ gặp mấy ngà đô la nó quýnh một cái nữa thì con cũng ẹt tiếp, thì lúc đó ở trên mẹ sẽ cho con một thân khác, tức là linh hồn sẽ bất tử, nhưng mà con chỉ là một là một, không có nhiều nhiều người được. Ông Long Dương, ông bà vợ, ba của sư mẫu, lại nãy thăm ông. Cái ông nói là đại khái là ngoài cái chuyện lớn ra rồi ông dặn chuyện gia đình đúng không? Rồi ông kêu là trong những ngày kế tiếp á, mình sẽ có một cái con bệnh gì mới, ông không có nói rõ. Mà ông là người thứ hai báo động như hồ biết là mình sẽ còn có bệnh một cái con chứng bệnh mới. Thì từng loại thủ có nói sơ rồi đó, thì chắc là có. Kêu cả hai đứa nhóc này cẩn thận. Mấy vị dặn đó là bây giờ sư phụ đang dặn là lâu rồi, nhiều lần rồi. Bữa nay nữa nè, mới đây nữa nè, dặn là sư phụ đang ở vào thời điểm phải cần an ninh. An ninh gì sư phụ nói gì cũng trúng rồi, làm cho những người ta không có đạt được cái ý của ta, người ta ghét, thì bớt có tụ tập thường xuyên. Mấy vị dùng cái chữ bớt tụ tập thường xuyên chứ mấy vị nó không nên hay gì là khác đâu. À, từ hồi trước Tết tới giờ mình tụ tập thường xuyên mỗi tuần đó, nên chắc là cách khoảng để cho bớt không nguy hiểm. Tại vì bởi vì dạy vậy đó. Con là người có đại phước,
hôm nay đến là lo buổi lễ này, dự buổi lễ này, tiếp cận sát bên được tất cả những vị mà trong quyền Phật hội, trong chùa, trong nhà thờ, nhà thờ Công giáo, nhà thờ Tin lành, nhà thờ Hồi giáo, tất cả luôn những cái gì mà con thầy phụ nói nãy rồi là mình đã viết tên mình mời là dư thư chứ không có thiếu. Tại vì mình mấy gì mà theo hộ á, thì những gì theo phò những người đó rất là đông, nên cái số lượng khủng khiếp, dân tộc không đếm không nổi, không biết được. Hồi xưa ông đếm hồi chừng 3.000 năm cũng nhiều quá, ông đếm luôn. Hả? Cái gì không có chỗ đứng thì phải đứng vòng vòng những cái nơi xa như thế này nè, như đi dưới đường này hay là ở chiếc sân này. Vậy có đủ đồ thức ăn cho mấy vị không? À, rồi, vậy lần sau con nấu đi, nước nóng nồi cho mấy vị luôn. Thật sự mấy vị chỉ là chính lòng mình. Nhưng mà mấy vị ăn thì cũng được có đó, nhưng mà ăn theo cái ngửi cái hào quang của đồ ăn fresh của mình. Mà ở bên cõi kia đó, khi mà mình làm vậy đó, mấy vị tự biến quá ra. Ví dụ con để dĩ nho thì tự nhiên á, mấy vị biến ra triệu dĩ nho, chia đều ra hết. Đi bao nhiêu người á, một món thôi là mấy vị tự động làm đều ra hết. Tại vì cái năng lượng của cái này nó sẽ transfer ra. Rồi ví dụ như mình bao nhiêu người mấy vị biến ra đủ bao nhiêu vậy thôi. Nhưng mà cái vật thể mà hiện hữu á, mình phải có. Cái món gì là mình phải có. Nó có cái đó thì nó sẽ ra nhiều nhiều lắm. Trong vô vi á, giống như ở chùa ta cúng dâm cũng vậy, con thấy không? Chỉ cần để một chén cháo thôi là mình đọc kinh á, nó biến ra, nó nuôi được cái triệu con dông mỗi ngày. Đồ ăn biến được mà, bên khỏi gì. Rồi người ta ngửi, người ta chỉ hút cái tinh khuyết của nó.